Lại nói, mấy câu nhảm nhí của Dương Lăng lúc đó không ngờ lại khiến cho Hàn Ấu Nương tin sái cổ. Nàng ngẫm nghĩ, đáng ra trượng phu được đầu thai và một gia đình tốt để hưởng phúc, thế nhưng vì nàng mà trở lại dâng thế, vậy mà mình còn nghi ngờ này nọ, cho nên trong lòng cảm thấy áy náy mãi không thôi. Để tăng thêm tính chân thật cho lời nói của mình, Dương Lăng còn làm bộ than thở nói: đây vốn là thiên cơ, không thể kể cho ai biết được. Thế nhưng ta sao nỡ để cho nàng thương tâm như vậy đây. Hôm nay nói cho nàng nghe, ta sẽ không thể tránh khỏi phải mất đi 3 năm dương thọ rồi. Hàn Nấu Nương nghe xong mà khóc òa lên. Mình thật là đáng chết, sao đang yên đang lành lại ép trượng phu tiết lộ thiên cơ làm gì, để bây giờ chàng bị giảm mất 3 năm tuổi thọ, hoàn toàn đều là do mình hại cả. Nghĩ đến đây, Hàn Nấu Nương lòng đau như cắt, hối hận đến độ chỉ muốn đánh chết bản thân thì mới cam tâm. Nàng ôm chặt lấy y, bi thương nức nở không dứt, luôn miệng nói: thiếp xin lỗi, thiếp xin lỗi, phu quân, đều là do Ấu Nương không tốt cả. Trời ơi, thiếp thật đáng chết mà. Vì thiếp nên chàng đã vứt bỏ chuyển thế, vào vinh hoa phú quý, lựa chọn quay lại, trở lại nhân gian. Vậy mà thiếp lại hại chàng đến nỗi, thiếp thật là đáng chết mà. Dương Lăng nói dối hết câu này đến câu khác xong, trong lòng liền cảm thấy áy náy không ngớt, hận không thể vả vào miệng mình một cái thật mạnh. Mày nói mày là cái thá gì chứ, nói dối không đụng vào thân thể cô ấy, vốn là để tốt cho cô ấy sao? Theo thường lệ thì mày chắc sẽ không sống quá 2 tháng, đến lúc đó lại chết đi. Chết rồi là hết, cớ sao lại nói cái gì mà lo lắng cho cô ấy nên mới quay lại nhân gian, rồi vì cô ấy mà bị giảm đi dương thọ? Tại sao lại nói ra những lời như vậy? Chẳng nhẽ mày còn muốn khiến cho cô ấy không thể xa rời mày được nữa hay sao? Thế nhưng tại sao cô ấy lại coi trọng mày, không ngớt vì mày mà phải đau khổ khóc lóc như vậy? Mày lại có một cảm giác thích thú không giải thích được như thế này? Mày kém cỏi và ích kỷ đến vậy hay sao? Vốn là mong còn chẳng được cô bé đáng yêu ấy sẽ chỉ trung tình với mày, thế nhưng vô hình chung những lời nói dối này lại khiến cho cô ấy cảm thấy phải mang ơn. Mày thật là vô sỉ mà. Y vội vàng tìm cách bù đắp cho nàng, hắn cuống quýt nói: Ấu Nương, chớ nên đau lòng nữa. Ân sư nói ta có thể sống đến 100 tuổi mà, bây giờ chẳng qua chỉ còn sống đến 97 tuổi thôi, cũng coi như sống dài hiếm thấy rồi, có gì mà phải đau lòng chứ. Thế nhưng nếu ta chết sớm thì đó là do chuyện Thành Hoàng làm phép kéo dài tính mạng cho ta đã bị phán quan ở địa phủ phát hiện, vì vậy cơ hồn ta về để sớm đưa đi đầu thai mà thôi. Cho nên nếu như có ngày đó, nàng cũng chớ nên đau lòng. Nhờ công đức ở tiền thế, ta vẫn sẽ được hưởng phúc thôi. Nhưng nếu vì nàng vì ta mà cực khổ thủ tiết, như vậy sẽ làm cho giảm công đức của ta. Nàng nhất định phải chiếu cố cho bản thân thật tốt. Nếu có nhà nào tốt... Miệng y đã bị bàn tay của Hàn Nấu Nương nhẹ nhàng bịt lại. Đôi mắt đen láy đẫm lệ chớp chớp, trông xinh đẹp vô ngần. Nàng chỉ khẽ lắc lắc đầu, thỏ thẻ nói: Tướng công, đừng nói những lời này nữa, Ấu Nương nghe mà hoảng sợ. Dương Lăng thở dài: Thôi được rồi, sống chết có số, phú quý do trời, ta sẽ không đề cập đến chuyện đó nữa. Thế nhưng nàng phải nhớ kỹ, bất luận như thế nào cũng không được làm khổ bản thân. Chỉ cần nàng được hạnh phúc thì khi đó bất luận là sống hay chết, trong lòng ta mới an tâm được. Hàn Nấu Nương gật đầu, vòng tay ôm lấy lưng y, áp gò má lên ngực y thì thầm nói: Tướng công, tướng công. Nàng ôm thật chặt lấy Dương Lăng, như thể lo sợ tướng công mất đi sống lại này sẽ lại đột nhiên biến mất. Trong thâm tâm nàng đã quyết định, phu quân đối với mình tình thâm ý nặng. Nếu như chàng đột nhiên mất sớm, quá nửa là tại mình ép chàng tiết lộ thiên cơ nên mới bị âm phủ phát hiện. Vậy cũng sẽ không cần vì chàng mà thủ tiết nữa, cứ theo chàng xuống thẳng địa phủ để cầu xin kiếp sau có thể tiếp tục hầu hạ chàng là được. Nhưng Dương Lăng lại không hề biết những suy nghĩ ở trong đầu của nàng. Y chỉ biết gán hết thảy mọi thứ cho thiên mệnh, còn nói chết đi chính là đi hưởng phúc. Nếu cô ấy sống tốt thì đó là tích đức cho mình. Cuối cùng coi như y cũng đã dẹp bỏ niềm tâm sự luôn canh cánh trong lòng về người vợ quá tương lai. Thế nhưng nào biết rằng y đã sớm bị âm tào địa phủ liệt vào danh sách những thành phần cấm lai vãng rồi. Muốn chết ư, đâu có chuyện dễ dàng như vậy. Dương Lăng xoa nhẹ tấm lưng của nàng. Hình ảnh cô bé thùy mị đáng yêu này càng lúc càng khắc sâu vào trong lòng y. Một thứ cảm giác tựa như thân tình, lại tựa như ái tình đang dần dần nảy sinh giữa bọn họ.
Đêm khuya thanh vắng, hơi ấm từ chiếc lò sưởi đầu giường, một chút men say, một tấm thân mềm mại, ôn nhu như nước đang rúc vào ngực của y. Tất cả đều khiến cho y cảm giác được cái mầm mống của tội ác ở dưới hạ thể đã bắt đầu nóng lòng muốn trỗi dậy. Dương Lăng vội ho một tiếng, khẽ đẩy người nàng ra rồi nói yêu. Nhà đầu ngốc, đừng có nghĩ ngợi lung tung nữa nghe chưa? Đến đây, cất kỹ chỗ bạc này rồi mau đi ăn cơm đi. Viên ngọc này hãy cứ để lại cho ta giữ cho. Sáng mai ta sẽ lấy một sợi dây xỏ qua rồi đưa lại cho nàng sau vậy. Không. Hà Nấu Nương đứng dậy cười thẹn thùng, thu lấy ngân lượng rồi ôm chiếc túi vào trong lòng. Viên ngọc này rất xinh đẹp, thật không nỡ mà, xỏ lỗ qua thì tiếc lắm. Dương Lăng thấy nàng cười thẹn, lộ ra một nét biểu cảm rung động lòng người. Nhất thời y không kiềm được, bèn giơ tay vỗ bóp vào mông của nàng một cái rồi cười nói. Ngốc á, có đẹp đi chăng nữa mà không dùng, đem cất đi thì còn có tác dụng gì đây? Tay vừa vỗ xuống, không ngờ bồ mông ẩn dưới lớp váy mềm đó lại to lớn tròn lẳn, cảm giác thật đàn hồi. Còn Hàn Ấu Nương sau khi bị vỗ một cái thì á lên một tiếng. Dưới ánh đèn chỉ thấy nàng tóc mai rối loạn, ánh mắt mơ màng. Cô bé 15 tuổi này trong lúc vô ý đã để lộ ra phong tình vô cùng quyến rũ, khiến cho bụng dưới của y lại càng thêm phát hỏa. Lo bản thân nhất thời động tình sẽ làm ra chuyện mà sau này có hối hận cũng không kịp, y liền vội xoay người nằm xuống giường, kéo tấm chăn lên thân, cố dằn cảm xúc nói. Ừ, được rồi, mau đi ăn cơm rồi đi ngủ đi. Hà Nấu Nương bị y vỗ vào mông một cái, cả người nóng rực, cô nàng rốt cục cũng dạo rực xuân tâm. Dẫu chưa từng có hành động gì quá thân thiết với phu quân, thế nhưng loại cử chỉ thân mật đột ngột như vậy cũng đã làm cho nàng vui vẻ không thôi, khiến nàng cảm thấy những việc mình làm đều đáng giá. Mọi đắng cay gian khổ dường như cũng biến thành mật ngọt. Chuyện nam nữ không ngờ lại thú vị như vậy. Nếu như phu quân chàng... Chợt nghĩ đến chuyện phu quân trong vòng 2 năm sẽ không thể đụng vào nữ sắc, trong lòng cửu nương dường như có chút yên tâm, thế nhưng cũng cảm thấy hơi mất mát. Đợi cho vẻ ngượng ngùng trên khuôn mặt dịu đi, nàng mới cầm đèn đến trước chiếc gương ở cạnh tường, mở nắp ra rồi nhét túi ngân lượng giấu giữa lớp quần áo, sau đó rón rén bước ra ngoài phòng. Ngày hôm sau vừa bước vào phòng phê duyệt đã thấy một chồng công văn nằm đó, làm cho Dương Lăng bất giác thở dài. Mặc dù vẫn cảm thấy đau đầu, thế nhưng trong lòng của y không còn quá lo lắng nữa. Dựa theo thông lệ của mỗi lần chuyển thế, thế nào rồi y cũng sẽ chết một cách quái lạ. Lần sống dài nhất không quá 2 tháng, mà tính đến giờ thì y đã ở cái thế giới này được hơn 1 tháng rồi. Nghèo túng chính là điểm khác biệt lớn nhất so với các lần trước. Và người con gái y nhìn thấy đầu tiên sau khi tỉnh dậy đã khóc đến lệ đẫm mặt hoa đó lại khiến cho y xót thương biết bao nhiêu. Vì lẽ đó nên với thân phận là người hiện đại đến thời cổ, với mạng sống có hạn của mình, y chỉ mong sao có thể chu cấp một cuộc sống an nhàn đầy đủ cho ấu nương mà thôi. Chẳng mang hùng tâm đại trí, cũng chẳng lòng dạ nào mơ tưởng vui vầy bên bao nhiêu mỹ nhân, chỉ sống vỏn vẹn có 2 tháng, y làm sao mà chịu đựng hết được đây. Bây giờ trong nhà bỗng nhiên có thêm 40 lạng bạc ròng, có thể xem như là một món tiền khổng lồ đối với nông dân vùng này. Để số tiền này lại cho ấu nương thì sau này nếu có nhắm mắt xuôi tay, y cũng đã ra đi thanh thản. Cho nên khi nhìn thấy chồng công văn dày cộm này, trong lòng của y cũng không còn cảm thấy quá nhiều áp lực nữa. Tâm tình không nóng vội nên cách giải quyết công việc cũng trở nên rõ ràng hơn rất nhiều. Trong thời gian uống cạn 2 chén trà, y đã phê duyệt được 6-7 tờ văn kiện. Lọc những văn kiện cần đích thân Mẫn đại nhân xử lý qua một bên, y mở một tờ khác thì phát hiện tờ văn kiện này lại là một tấm văn thiếp đã ố vàng, trông không giống như mới được viết. Chẳng lẽ có ai đó đã đem trình nhầm văn kiện cũ hay sao? Lấy làm hiếu kỳ, Dương Lăng cầm tấm văn thiếp lên xem, chỉ thấy ở trên đó bôi bôi xóa xóa, hiển nhiên người viết đã rất do dự. Có điều nét bút chữ khải viết thật là đẹp, bản thân y viết chữ bút lông cũng đẹp, thế nhưng không thể viết kiểu chữ khải đẹp như vậy được. Y không nén được phải tấm tắc khen ngợi vài tiếng. Y mở tấm văn thiếp ra đọc cẩn thận một lần thì thấy trên đó có viết: hiện nay tiêu cục trong triều đình đã nghiêm trọng đến mức cực điểm, vua không giữ đạo quân thần, đại thần không làm tròn trách nhiệm, thưởng tước thì quá tràn lan,
công dịch quá phiền nhiễu, tiến cống vô độ, kẻ ra đi không trở lại. Triều đình xảy ra biến chức này đều là do những thứ đó mà nên. Việc tổ chức trong nội cung đều đã có quy định từ những ngày đầu lập quốc đến giờ. Giờ đây một giám cũng đến hơn 10 người, một việc 6-7 kẻ tham gia. Nào là hưởng lợi từ việc phân phối quận huyện hay lộc vương gia, nào là tranh quyền thống lĩnh biên cương hay làm đại tướng, nào là tiến cử tà môn hay hùa vào dâng hiến kỳ thuật. Tuy lo gạo tiền thì lách luật ăn riêng, cống vật thì gặp đủ loại yêu sách hối lộ. Kẻ giết người được tha, kẻ làm sai thoát tội, không thể kẻ xiết được. Dương Lăng xem đến đây ồ lên một tiếng. Xem ra nội dung của tấm văn thiếp này là bàn về quốc sách. Sao loại văn thiếp như vậy có thể xuất hiện trong mớ công văn của một huyện lệnh được đây? Dương Lăng đang mê mải đọc thì chợt nghe tiếng cười ha ha ở bên cạnh. Dương Tú Tài vẫn còn đang xử lý công văn hay sao? Dương Lăng ngước đầu lên, trước mặt là một lão nhân ngũ tuần, mày râu nhẵn nhụi. Trông áo quần thì chỉ là một tiểu lại cấp tổng bát phẩm, còn chưa thể gọi là quan. Đó chính là vị huyện thừa lâu năm ở bản huyện Hoàng Kỳ Dận. Dương Lăng vội đứng dậy chắp tay thi lễ. Hóa ra là Hoàng huyện thừa, học sinh thất lễ rồi. Hoàng Kỳ Dận xua xua tay, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, cầm tấm văn thiếp trên bàn lên, lướt mắt qua, lão cười lớn nói. Lý Tư Tĩnh, Đặng Thường Ân sao? Ồ, đây đều là những trọng thần của triều đình năm Hiến Tông. Trông có vẻ như là bản thảo tấu chương của vị đại nhân nào đấy. Dương công tử từ đâu mà có được như vậy? Cũng không đợi Dương Lăng trả lời, lão tự mình đọc lướt qua nội dung rồi ngẩng đầu hỏi. Dương Tú Tài, nghĩ sao về những lời ở trong đó? Đầu tiên là tình cờ thấy được một bản tấu chương năm Hiến Tông, cũng gần 20 năm trước, ở trong chồng công văn. Sau đó lại thấy vị Hoàng huyện thừa, không phải ngày phát lương, không phải ngày thẩm án, không ló mặt đó, đột nhiên xuất hiện, thì trong lòng của Dương Lăng cũng đã đoán ra được vài phần căn nguyên. Y còn cảm nhận được cặp mắt thâm thúy đang nhìn mình chằm chằm, ý như thăm dò, lại có phần khao khát, mong muốn, giống như một đứa trẻ đang hy vọng được thầy khen ngợi. Dương Lăng đã từng làm cho công ty bảo hiểm 6-7 năm trời, đã gặp rất nhiều loại người. Sở trường lớn nhất của y là suy đoán tâm lý của người khác, cho nên vừa thấy lão ta vô tình để lộ hàm ý trong ánh mắt thì y chợt hiểu ra. Một ý nghĩ táo bạo đột nhiên lóe lên trong đầu của y. Đầu tiên là tấu chương của 20 năm trước, tiếp theo đó là Hoàng huyện thừa, kẻ quanh năm chẳng thấy bóng dáng đâu lại xuất hiện. Lão ta nói cái gì là tấu chương của vị đại nhân nào đó năm ấy phác thảo? Nội dung trong tấu chương thì lại bài xích trọng thần trong triều đương thời. Chẳng lẽ tờ tấu chương này là do lão ấy viết ra, vì đắc tội với triều đình nên bị giáng chức hết lần này đến lần khác, tới nỗi phải lưu lạc đến Kê Minh này, là một tiểu lại không phẩm cấp hay sao? Vừa mới nghĩ tới đây, Dương Lăng một mặt phỏng đoán ý đồ của lão, một mặt khác giả vờ nói. Vạn bối hổ thẹn, không rõ sự tình của mấy vị trọng thần triều đình năm Hoàng đế Hiến Tông, cho nên thật sự không thể luận bàn. Hoàng Kỳ Dận lắc đầu nói. Đều là chuyện xưa tích cũ cả rồi. Hôm nay rảnh rỗi, ta chỉ ngồi đây tán gẫu với ngươi thôi. Miệng ngươi nói, tai ta nghe, đâu thể tính là nghị luận gì đây. Ngươi chỉ đơn thuần là đánh giá nội dung trên tờ văn thiếp này mà thôi. Trong đầu của Dương Lăng nghĩ rất nhanh, âm thầm mà suy đoán. Nếu mình đoán không sai, thì lão đại nhân bất đắc dĩ này hẳn là đã vì tấm danh thiếp này mà đắc tội với thiên tử, đến nỗi bị giáng chức hết lần này đến lần khác. Hôm nay lão đến khảo sát mình, lẽ nào là muốn xem mình có đáng giá để lão ra tay giúp đỡ hay không hay sao? Thôi được rồi, phỏng chừng mình sống cũng chẳng được bao lâu, cứ mạnh dạn mà bàn luận cũng chẳng sao cả. Nếu muốn lão ấy giúp đỡ thì đương nhiên phải tâng bốc lên một phen rồi. Nhưng nếu không có cách nghĩ đặc biệt của riêng mình thì khó tránh sẽ bị lão ấy khinh thường. Vừa thầm tính trong lòng, vừa cẩn thận xem kỹ nội dung của tấu chương, Dương Lăng lên tiếng nói. Đã như vậy, học sinh đành lớn mật nói càn, nếu nói không đúng, xin Hoàng huyện thừa chớ chê cười. Hoàng Kỳ Dận cười nhạt. Không sao, không sao, ngươi và ta cũng xem như là đồng liêu, cứ việc nói thoải mái, không cần phải cố kỵ. Dương Lăng dạ một tiếng rồi phát biểu ý kiến. Mở đầu bài tấu chương này, ý nói triều đình đương thời cơ cấu cồng kềnh,
người nhiều hơn việc. Thỉnh cầu triều đình tinh giảm lại các bộ và các quan viên, có thể nói là chúng vào trọng tâm. Kiến nghị đưa ra cũng có thể nói là sáng suốt, chỉ là... Hoàng Kỳ Dận vừa nghe thấy 8 chữ cơ cấu cồng kềnh, người nhiều hơn việc, mắt chợt sáng lên, vỗ tay khen hay. Tuyệt diệu, thấu triệt, chỉ 8 chữ này thôi đã nói rõ hết sự tình. Dương công tử thật giỏi, chỉ là cái gì? Dương Lăng ngây ra một chút rồi mới chợt tỉnh ngộ. Phải rồi, triều đại này vẫn chưa có mấy cái danh từ này. Khó trách lão ấy cảm thấy rất đỗi mới lạ. Thế nhưng cũng đâu cần phải kích động đến đỏ mặt như vậy. Chẳng nhẽ là vì đã tìm được chi âm hay sao? Dương Lăng kể thầm trong bụng, tiếp tục nói. Chỉ là vị đại nhân này có cái nhìn quá đỗi mô phạm đi. Sắc mặt Hoàng Kỳ Giận thoáng không vui, lão không phục hỏi. Tại sao ngươi lại khẳng định như vậy? Trông thấy phản ứng của lão, Dương Lăng càng chắc chắn với phán đoán của mình. Thế là dùng thủ đoạn trước nâng lên, sau đạp xuống nói. Vị đại nhân này kiên quyết chính trực, không so đo được mất của cá nhân. Niềm mong muốn lập lại trật tự để chỉnh đốn triều cương hiện rõ trong từng câu chữ. Có điều, tuy ông ta mang một bầu nhiệt huyết, song suy nghĩ lại hơi đơn giản. Nghĩ đến việc càng tinh giản cơ cấu càng dẫn đến nhiều tiêu cực ở đời sau, y chậm rãi suy nghĩ nói. Theo như học sinh thấy, mặc dù quan viên các bộ, các phủ ngày một cồng kềnh, thế nhưng vị đại nhân này lại hy vọng rằng hoàng thượng vừa mở miệng hạ lệnh liền sẽ có thể chỉnh đốn được kỷ cương, tinh giảm được cơ cấu ngay. Đó là điều không thực tế. Đại nhân, ngài hãy thử nghĩ xem, hoàng thượng hạ chỉ xong thì dù gì cũng cần có người thực hiện, trên dưới cả nước toàn thể hưởng ứng, triệu hồi toàn bộ các quan viên bên ngoài. Vậy triều đình sẽ mất đi tai mắt của mình, quan lại không bước qua bước đệm trung gian mà lập tức bị cắt giảm, vậy không ít sự vụ sẽ khó tránh rơi vào đình đốn. Hắn trỏ vào tờ văn thư ở trước mặt, cười khổ nói. Tỉ như học sinh, đột nhiên để học sinh phụ trách tiền lương, thuế má, hình tụng, nhiều phương diện như vậy, bận đến đầu tắt mặt tối. Khoan nói sẽ cần rất nhiều thời gian để hiểu rõ trình tự. Không có một tiền bối giàu kinh nghiệm, chỉ điểm sẽ phải đi rất lòng vòng. Điểm tối thiểu là học sinh bị trói chân ở đây, không thể cục cửa. Như vậy công việc cụ thể đều sẽ phải giao cho kẻ khác lo liệu. Ngài làm sao bảo đảm những kẻ đó sẽ có thể tận tụy với nhiệm vụ của mình được đây? Sắc mặt của Hoàng Kỳ Giận trở nên hết sức khó coi, thế nhưng lại không nói gì. Lặng lẽ lần trong ống tay áo ra cái tổ thuốc, lão run run nhét sợi thuốc lá vào, có vẻ hơi kích động. Dương Lăng nói tiếp. Những thứ đó vẫn chưa phải là khó khăn thật sự. Cũng giống như lần đầu tiên sinh con vậy, người mẹ phải trải qua đau đớn tột cùng, nhưng rồi sẽ đón nhận niềm hạnh phúc vô bờ bến. Cái khó ở đây chính là ở chỗ toàn quốc trên dưới có bao nhiêu quan viên đây. Giữa những vị quan này có không biết bao nhiêu quan hệ dễ mờ dễ má, cùng nhau chèo lái sự vận hành của cả cái quốc gia khổng lồ này. Nếu như bỗng dưng muốn chặt đứt nhiều nhánh của cái cây này, vậy sẽ dẫn đến sự phản đối của biết bao nhiêu người đây. Tuy rằng lực lượng này là vô hình, thì nhưng nhất định là vô cùng đáng sợ. Động chạm đến lợi ích của quan viên toàn quốc, kể cả những vị quan viên bản thân đang giữ những chức vụ quan trọng, không thể bị xóa bỏ, cũng khó tránh khỏi phải suy nghĩ. Quan vị nhiều thì lựa chọn của bọn họ cũng sẽ nhiều. Quan vị ít đi thì mọi chuyện sẽ không còn thoải mái như trước nữa. Con đường làm quan của chính bọn họ khi đó sẽ ít lối đi hơn rất nhiều. Hơn nữa, bọn họ sao có thể cam lòng vứt bỏ những mối quan hệ dê mơ dễ má đó được đây. Kiến nghị này quả thật là kẻ địch của quan viên cả nước rồi. Quan vị ít thì bọn tư sinh sẽ tiến thân như thế nào được đây? Thế là cũng đắc tội với những kẻ đọc sách luôn. Còn bọn thân hào địa chủ có quan hệ thân mật chống lưng bọn họ thì sao đây? Tất nhiên sẽ kịch liệt phản đối, lay động đến cả nền tảng của nước nhà. Cho dù hoàng thượng có tiếp nhận kiến nghị này cũng sẽ gặp phải muôn trùng trắc trở và bị ngàn vạn lớp quan viên phản đối mà phải thay đổi chủ ý thôi. Ý kiến này tuy là vì nước vì dân nhưng lại thực hiện không đúng cách được, quá đỗi vội vàng, thành thứ hại nước hại dân. Thân là người trong cuộc, Hoàng Kỳ Giận nào có được những kinh nghiệm thi hành biện pháp chính trị đã được tổng kết qua bao nhiêu triều đại, cũng như những cách nhìn thấu triệt về vấn đề tinh giản cơ cấu của các bài báo ở xã hội tiên tiến trong và ngoài nước mà Dương Lăng có thể đọc và tổng kết lại từ sách báo tạp chí được đây. Nhớ lại năm đó,
Trinh lão tuổi trẻ hăng say, mắt thấy quan lại hủ bại, cơ cấu to lớn cồng kềnh, thì lòng bừng bừng nhiệt huyết, điều trần lên hoàng thượng. Quả nhiên hoàng thượng tiếp nhận, không bao lâu sau đã triệt đi một lượng lớn quan viên, giáng chức quốc sư, cắt giảm hơn 500 quan quyền, quan phụng, đồng thời lệnh cho toàn quốc phải đồng loạt thi hành. Xong chưa quá nửa tháng, mình liền bị giáng chức, đều ra khỏi kinh thành. Bọn người bị giáng chức như Lý Tư Tỉnh, Đặng Thường Ân lại được phục hồi nguyên chức, còn mình thì lại bị trù dập khắp nơi, bị giáng chức hết lần này đến lần khác. 5 năm trời, đường đường một ngự sử ngôn quan đã bị rớt xuống thành một huyện thừa nhỏ bé. Hoàng đế khác lên ngôi, bọn người Lý Tư Tỉnh bị vấn tội. Lúc đó mình cứ nghĩ sẽ thấy lại ánh mặt trời, nào ngờ rất nhiều quan viên bị đồng đảng bọn Lý Đặng đả kích được phục hồi nguyên chức. Duy chỉ mỗi mình dường như đã bị bỏ quên, nhờ người chuyển mấy phong thư đến Đồng Liêu năm xưa cũng không thấy kết quả. Thì ra mấu chốt lại nằm ở chỗ này. Tự phụ là vì nước vì dân, nhưng lại rơi vào một kết cục như vậy, căm ghét thế tục, cả đời buồn bực không vui, nào ngờ lại bị một thiếu niên chưa tròn 20 tuổi một lời nói đúng trọng tâm. Thì ra lão đã đắc tội đến tất cả mọi quan viên trong cả nước. Vừa nghĩ thông suốt những mấu chốt bên trong, mặc dù tiết trời lạnh lẽo, thế nhưng lưng áo của Hoàng huyện thừa vẫn đẫm mồ hôi. Lão kề buồn, giọng bi thương nói: "Vậy chẳng lẽ lại khoanh tay ngồi nhìn, mặc cho tình cảnh cứ tiếp tục như vậy, rồi cuối cùng để cho bọn chúng như là giòi bọ của đất nước, được vỗ béo bằng thành quả lao động của dân chúng hay sao?" Dương Lăng thở dài nói: "Muốn thay đổi cũng không phải là không thể, chỉ có điều đó không phải là việc có thể làm trong một sớm một chiều được. Sắc lệnh từ trên đưa xuống không chỉ cần phải thống nhất mà còn phải làm liên tục, không thể vì một người nào đó không làm mà ngừng lại. Thực thi cụ thể phải bắt đầu từ trên xuống dưới, từ một điểm nhỏ mà loang ra thành diện rộng. Trước tiên bắt đầu từ kinh thành, và bắt đầu xóa bỏ từ những bộ ngành và quan viên không quan trọng. Quy mô nên nhỏ chứ không nên to, hành động cũng nên từ từ chứ không nên gấp gáp vội vàng. Cứ tiếp tục như thế phải đến 3-50 năm sau mới có thể phát triển, phát huy hiệu quả ổn định được. Đến khi đó còn cần phải xác định lại những định chế về quan và tướng trong luật pháp, thế mới không sợ bị trở mặt. Mặc dù thời gian có hơi lâu, thế nhưng lại là biện pháp duy nhất có thể thực hiện được. Chẳng qua là bỏ ra thời gian giam 30 năm để hướng đến cơ nghiệp muôn đời. Dẫu rằng nó không phải là công lao của một người hay một đời, thì nhưng đất nước và nhân dân sẽ được hưởng lợi muôn đời. Dương Lăng lại đưa ra cái thuyết con ếch nói: "Đại nhân đã từng nghe tới một câu chuyện ngụ ngôn hay chưa? Đổ nước vào nồi, bỏ một con ếch vào, sau đó châm lửa, đun dưới đáy nồi, cho nước từ từ ấm lên. Bởi vì tốc độ ấm lên chậm nên con ếch không phát hiện ra, vì vậy cũng không gấp gáp phản kháng mà nhảy ra ngoài. Ung dung nhàn nhã cho đến khi nước nóng không thể chịu nổi nữa, muốn nhảy ra khỏi nồi thì đã muộn rồi. Khi đó nó không còn sức để vùng vẫy nữa rồi. Con ếch có thể nhảy ra khỏi nước sôi hay không, cái đó học sinh không biết được. Thế nhưng quan trọng là ở chỗ, nếu dùng nó để miêu tả thế nhân, học sinh lại cảm thấy rất có hình tượng. Việc thi hành chính sách quốc gia gắn liền với sự triển khai toàn quốc, thành thử những thay đổi quá quyết liệt đều cần phải thận trọng dè dặt, từ tốn mà làm thôi. Đợi đến khi bắt đầu có thành quả, lúc đó cho dù những kẻ phản đối có phát hiện ra thì nó đã là xu thế tất yếu rồi, bọn họ không thể phản kháng được." Hoàng huyện thừa ngẩn người ra hồi lâu rồi khàn giọng cười ha hả. Lão đứng dậy vái sâu một cái nói: "Nghe một lời của ngươi còn hơn đọc sách 10 năm, Hoàng mỗ xin thụ giáo rồi." Nói đoạn, lão xoay người, khom lưng, trông như già đi 20 tuổi vậy, nhọc nhằn, cất bước đi ra ngoài. Dương Lăng lật đật đứng dậy, chạy đến chắn trước mặt lão, khom người chắp tay nói: "Hoàng lão, học sinh chỉ là đàm binh trên giấy, ba hoa trích chòe mà thôi. Không ở trong cuộc mới có mấy lời này. Nếu thật sự đặt mình vào trong đó, thì học sinh cũng như kẻ mù mà thôi. Hoàng lão xem, chỉ mỗi công văn huyện mà học sinh xử lý còn không xong, thì nói gì đến thụ giáo đây. Thật ra học sinh phải thành tâm thành ý thỉnh cầu Hoàng lão tiên sinh chỉ giáo cho mới phải." Lúc này y gọi Hoàng lão mà không xưng quan hàm, chính là thật sự tự coi mình là học sinh. Sắc mặt của Hoàng huyện thừa thay đổi khó đoán, ngó hắn một hồi lâu. Dương Lăng khom lưng cung kính chắp tay giữ lễ. Nói đùa sao, nói nhảm cả nửa ngày trời chính là muốn mời người thông thái
đến chỉ điểm cho mình một phen. Làm sao thả lão đi như vậy được đây? Trong lòng của Hoàng Kỳ Dận vẫn luôn cảm thấy tràn đầy nhiệt huyết, thế nhưng không thể tận trung báo quốc. Ở trong cái ao tù nhỏ bé này, quả thật làm hao mòn hùng tâm tráng trí. Đến hôm nay, lão mới thấy được rằng mình thất bại cũng không oan uổng. Tuy tấm văn thiếp đáng tự hào ngày ấy đã khiến cho lão bị thất bại, song trong lòng của lão vẫn luôn có ngạo khí của một văn nhân, cho rằng mình bị những kẻ bất đồng chính kiến đả kích. Mặc dù không thể thỏa chí quan trường, thế nhưng sử sách ắt sẽ lưu lại thanh danh, vậy cũng không uổng phí một đời. Ngờ đâu tấu chương của mình nếu được thực thi thì cũng sẽ làm hại nước hại dân. Thế nên lúc này lão chẳng những tâm trí nguội lạnh mà ngạo khí ứ động bấy lâu cũng tan biến hết. Nhìn người thanh niên trẻ tuổi anh tuấn Dương Lăng này, Hoàng Kỳ Dận âm thầm suy xét. Vốn chỉ nghe nói hắn là tú tài trẻ tuổi nhất trong huyện, cùng lắm là tinh thông văn chương bát cổ, không ngờ lại có tầm nhìn như vậy. Bản thân mình đã chẳng có thành tựu gì, thôi thì cứ hết lòng giúp đỡ hắn vậy. Tương lai nếu hắn có thể trở thành một đại danh thần thì lúc đó mình cũng sẽ được lưu danh sử sách thôi. Bằng không chỉ cần hắn có thể làm quan lớn một phương thì đứa cháu sớm mất cha đó của mình cũng có thể tìm được nơi nương tựa rồi. Nghĩ đến đây, Hoàng Kỳ Dận cười ha hả, bước tới đỡ Dương Lăng dậy, mặt mày rạng rỡ nói: Dương hiền chất, chớ nên khách sáo như vậy. Cái tiếng sư trưởng hổ thẹn này ta không dám nhận. Lão Hoàng ta ở trong huyện quá lâu, đến nỗi sắp thành tinh rồi. Hiền chất nếu có chỗ nào cần giúp đỡ thì cứ việc mở miệng, lão Hoàng ta đảm bảo không một chút giấu giếm hiền chất đâu. Kê Minh là một huyện cấp 3, so với huyện giàu có như là Giang Nam thì tổng số thuế thu được hàng năm kém gấp 300 đến 500 lần. Mức thuế thấp đến kinh người, nhìn sơ qua có vẻ như cần phải tăng thêm mức thuế, hoặc chí ít thì huyện nhỏ như vậy không nên có nợ thuế mới phải. Nhưng trên thực tế, ở nơi này kể cả mấy địa chủ nhỏ hoặc gia đình tự canh cũng còn bữa đói bữa no, cho nên nợ thuế nợ lương cũng đã trở thành chuyện cơm bữa. Bởi thế mà một quan huyện ở một huyện giàu có, cho dù có thu thuế đến 80%, thế nhưng đời sống sinh hoạt của người dân ở nơi đó vẫn không bị ảnh hưởng. Hơn nữa, còn được xưng tụng là thanh thiên đại lão gia, được biếu tặng vạn dân tán. Nhưng mấy năm sau, nếu y xui xẻo, bị điều đến cái huyện nghèo như vậy, thì cho dù có tổn hao tâm sức, cố ép mà thu nấy 30% thuế, khi đó trong mắt người dân, y vẫn trở thành tham quan, ác quỷ hút máu người. Huống hồ, hoàng đế dựng nước Đại Minh là Chu Nguyên Chương, tính toán bổng lộc của các quan viên cực kỳ chính xác. Bổng lộc phát ra chỉ đủ cho quan viên nuôi dưỡng một nhà già trẻ, thậm chí chi phí nghênh đón, tống tiễn, tiền lương cho gia đình, phu kiệu, phu dịch, mã phu, bao gồm cả trợ tá sư gia, toàn bộ đều là do quan viên tự bỏ tiền túi. Vì vậy, số tiền lương mà người dân giao nộp chắc chắn là sẽ bị các quan địa phương vay một phần cho vào túi riêng. Quan huyện đã như vậy, các thôn trưởng, lý trưởng, giáp trưởng bên dưới, ai nấy cũng giống nhau. Do đó, dù thu được 100% thuế, nộp lên quốc khố cũng chỉ có 8 phần. Bởi vậy, khi thu không đủ thuế, các quan địa phương liền tự thi triển thần thông. Huyện nào mà số đất đai vượt quá con số, bộ lại nắm rõ thì sẽ lấy phần đó bù vào. Còn những huyện vốn đã nghèo thì liều báo cáo có thiên tai để xin miễn giảm. Vừa hoàn thành nhiệm vụ thu thuế lại được tiếng thương dân. Tuy rằng Kê Minh có nhiều người thiếu nợ lương thuế, song những năm gần đây nhờ có thêm người khai hoang mà số đất đai do bộ hộ quản lý lại là con số từ thời dựng nước. Do vậy, dù số thuế thu được là rất ít, nhưng chỉ cần lấy số dư thuế thương mại bù đắp vào một phần là có thể đạt được con số mà bộ hộ yêu cầu. Ngoài ra, mùa thu vừa rồi bọn thát tử mới kéo đến cướp bóc, quan huyện có thể lấy lý do đó để báo cáo về tai họa, vẽ thêm tình tiết nghiêm trọng nhằm miễn giảm thuế ruộng, thuế nương. Do vị trí địa lý đặc thù có ý nghĩa về mặt quân sự của Kê Minh đã vượt xa phạm vi huyện lỵ, nên tuy hiểu rõ số thuế trưng thu mỗi năm ở nơi này dù có vắt thêm cũng không đủ, bộ lại cũng sẽ không vì thế mà nghiêm khắc kiểm tra tình hình thực tế. Vốn đang dầu dĩ đến thối cả ruột, thế mà khi được Hoàng Kỳ Dận chỉ điểm, Dương Lăng bỗng thấy sáng rõ. Con số 30% thuế thu được ít ỏi đến thảm thương, thế nhưng qua ngòi bút biến hóa của Hoàng huyện thừa, không ngờ thành ra chỉ phải nộp lên trên có một nửa.
Dương Lăng thấy thế mà phục sát đất. Những công việc lặt vặt còn lại, Dương Lăng cũng đã mau chóng bắt tay vào xử lý gọn gẽ dưới sự chỉ bảo của Hoàng huyện thừa, và y trở thành người nắm quyền khống chế hành chính của một huyện sau lưng Mẫn huyện lệnh. Chỉ có điều toàn bộ quyền lực của y đều đến từ Mẫn huyện lệnh. Chỉ cần đội ngài Bồ Tát bằng đất sét này lên trên đầu, y sẽ chính là người phát ngôn cho Bồ Tát. Nếu không có ngài Bồ Tát này thì cũng sẽ chẳng có ai nghe theo lệnh của y cả. Được sự ủng hộ của vị huyện thái gia chính hiệu là Mẫn huyện lệnh và sự hỗ trợ hết sức mình của nhân vật đứng hàng thứ hai là Hoàng huyện thừa, công việc nội vụ của tiểu huyện thành tuy nhỏ mà quan trọng này đã được Dương Lăng xử lý hết sức gọn gàng. Không bao lâu sau, người dân, quan binh hay dịch sứ ở Kê Minh đều biết nhân vật thực sự điều khiển hoạt động của huyện này là một thiếu niên 16 tuổi đứng đằng sau Mẫn đại nhân. Người này tên gọi là Dương Lăng. Hàn Ấu Nương không còn đi làm công ở tiệm may nữa. Không phải là nàng chẳng muốn đi, mà là ông chủ ở đó không dám tiếp tục thuê nàng nữa. Nói đùa ư, nam nhân của nàng là ai đây? Trên đầu của y bây giờ chỉ có thiếu mỗi cái mũ quan của huyện Thái Lão Gia nữa mà thôi. Thời này ở thành phố lớn như là Chiết Giang đã có mấy công xưởng dệt nhuộm, kẻ làm đến cả trăm người. Song những người làm thuê đại đa số đều là nam. Phụ nữ ở một địa phương nhỏ bé như vậy ra ngoài đi làm là chuyện rất hiếm gặp. Cho nên mặc dù không muốn để cho một cô gái mới 15 tuổi hàng ngày nằm lì ở trong nhà làm thiếu phụ trong nhà, Dương Lăng cũng đành phải nhập gia tùy tục, không để nàng ra ngoài nữa. Có điều một mình Hàn Ấu Nương ở nhà thật quá nhàm chán, trừ việc bếp núc ra thì đúng là vô công rồi nghề. Mà thời đại này lại không có những phương tiện giải trí như là tivi. Tuy bấy giờ phần lớn phụ nữ sau khi lấy chồng đều như vậy, song theo suy nghĩ của một người hiện đại, Dương Lăng lại cảm thấy Ấu Nương giống như đang bị cầm tù ở trong nhà vậy. Mỗi ngày chỉ khi nào y trở về, lúc đó nàng mới biểu lộ sự vui mừng, ngồi nhìn y ăn mà như có rất nhiều điều muốn kể. Một chút chuyện nhỏ nàng cũng có thể làm cho chúng thêm thú vị mà kể hết nửa buổi. Hồi ở sân thôn tuy gian khổ, thế nhưng ít ra nàng còn có thể ra ngoài. Giờ lại giống như chim ở trong lồng, nên ánh mắt của nàng càng lúc càng thêm u ám. Dương Lăng nhìn nàng mà cảm thấy đau lòng. Thêm vào đó là công việc của y thật sự quá bận rộn, nên y đã quyết định đưa cho nàng bộ y phục nam giới, rồi dẫn đến phòng phê duyệt để giúp mình sao chép, soạn, viết văn kiện. Cũng may là Hàn Ấu Nương không giống như những cô gái khác. Phụ thân của nàng vốn là một tiêu đầu của tiêu cục. Về sau vì mất một số tiêu lớn mà tiêu cục mới trở nên lụi bại. Cho nên hoàn cảnh gia đình của nàng cũng không tệ. Thuở nhỏ ở nhà nàng đã từng được dạy dỗ, đương nhiên có thể đảm nhiệm được những việc ghi chép này. Có việc để làm, lại có thể ở cạnh phu quân của mình, Hàn Ấu Nương dĩ nhiên trong lòng vui phơi phới. Dương Lăng lại công tư phân minh. Mặc dù mọi người trong phòng đều biết đó là nội nhân của Dương sư gia, song nghi lại chỉ nói là mời nàng đến giúp đỡ. Vì thế tiền lương cứ theo quy định mà trả. Chỉ có điều người y thuê riêng thì phải do y phát lương, cho nên Dương Lăng cũng theo lề thói ở đây. Cái nào đã nên ăn chặn thì bỏ hết vào hầu bao, không thiếu một xu. Vì Dương Lăng là do cá nhân huyện Thái Gia mời, không có phẩm cấp nên bổng lộc mỗi tháng chỉ có 3 thạch, tương đương với 6 chỉ bạc. Số tiền này là do huyện Thái Gia chi trả. Bổng lộc hàng tháng của huyện Thái Gia là 3 lạng 7 chỉ, đủ nuôi sống một gia đình già trẻ. Để trả thêm cho trợ tá, phó sư gia, người hầu hay kiệu phu, nếu Mẫn huyện lệnh không xén bớt chút tiền thuế thì cả gia đình lão phải gặm đất mà ăn rồi. Trên quan trường gọi loại tạm giữ hợp lý này là hảo hoa. Dựa theo sự lý giải của Dương Lăng thì đó chính là trên có chính sách, dưới có đối sách. Trước đây khi xem tiểu thuyết, đọc đến đoạn quan viên đời nhà Minh tham ô 60 lạng bạc trắng, Chu Nguyên Chương liền thi hành cực hình lột da nhồi rơm. Nhưng đám quan lại tham ô đó vẫn không chừa, hết kẻ này đến kẻ khác lần lượt kéo nhau lên đoạn đầu đài. Lúc đó y cảm thấy rất là khó hiểu. Hôm nay bản thân tự trải nghiệm, y mới biết được tuy thật có tham quan, thế nhưng cho dù là thanh quan đi chăng nữa thì việc giữ lại một số tặng phẩm cũng là chuyện cần làm. May mà những quan viên này về sau đã tự hình thành nên một thông lệ, cái nào thuộc về tham ô, cái nào thuộc về quà biếu, tự nhiên đã trở thành một hệ thống nằm ngoài triều cương mà quan viên trên dưới đều tự động tuân thủ.
có hoàng lão chỉ điểm, Dương Lăng cũng vững tâm mà cất lấy phần mình. Ngày mai là mùng 1 Tết, có lẽ do tâm tình mà rõ ràng là khí trời vẫn còn ẩm lạnh. Nhưng đi trên đường lại không cảm thấy giá rét như là mọi ngày. Gần xa đã nghe thấy những tiếng pháo nổ đi đùng. Ngày mai Nha Môn huyện không phải đi làm, cho nên mãi đến tận khuya Dương Lăng mới xử lý xong đống công văn, rồi cùng với Hàn Ấu Nương rời khỏi huyện nha. Mọi nhà đều đã treo đèn lồng ở trước cửa. Ngay cả những nhà ngày thường rất tiết kiệm, không dám dùng mà hôm nay cũng đã châm nến, treo đèn lồng từ sớm. Ở cái thời này, nữ nhân không được đi trước hoặc sóng vai bước ngang hàng cùng trượng phu, cho nên Hàn Ấu Nương vẫn theo quy củ đó mà đi sau nửa bước. Dương Lăng thấy lúc này trời đã tối đen, không gây chú ý nhiều. Hơn nữa, Hàn Ấu Nương lại mặc đồ nam, vì thế y cố ý đi chậm lại, rồi thừa dịp nàng không chú ý, nắm lấy tay nàng. Hàn Ấu Nương giật mình, ngượng chín cả mặt, cố giãy tay ra mấy cái mà không thoát được, đỏ mặt, nàng cúi đầu khẽ trách cứ. Tướng công, chàng... Dương Lăng quay đầu lại, nở một nụ cười ấm áp, rồi nhẹ nhàng nói. Ngày mai, hãy lên phố mua sắm chút đồ Tết đi. Còn đêm nay chúng ta đến tiểu quán ăn chút gì đó đi. Đi thôi. Nói đoạn, y kéo Hàn Ấu Nương đi thẳng tới một tiểu điếm nho nhỏ mà y đã từng đến một lần. Dương Lăng là một kẻ thích chỗ quen. Ghé qua một lần mà cảm thấy khẩu vị dùng được thì sẽ lời tìm một quán khác. Lúc muốn thay đổi khẩu vị cũng cứ thẳng tiến đến chỗ đó. Hàn Ấu Nương trong lòng tuy có chút bất an, nhưng nàng biết tướng công của mình hiền lành tử tế. Cộng với sắc trời đã tối đen, người khác cũng sẽ không nhìn rõ mặt, nên để mặc cho y nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn, rồi ngoan ngoãn bước theo sau. Lúc Dương Lăng và Hàn Ấu Nương rời khỏi tiểu điếm thì đêm đã rất khuya. Trên bầu trời chi chít những ánh sao, những bông hoa tuyết lất phất mềm mại làm cho khuôn mặt vốn đã ấm lên vì rượu của y cảm thấy hết sức thoải mái. Dương Lăng mặt mày phấn khởi, kéo tay Hàn Ấu Nương dạo bước trong thành. Tuy cả hai đều không nói lời nào, chỉ cần tay trong tay thôi thì trong lòng đã trào dâng một cảm xúc rất đặc biệt. Đứng ở lỗ châu mai trên tường thành, Dương Lăng vốc lấy một nắm tuyết vo lại thành một quả cầu, rồi dùng hết sức ném mạnh nó vào trong màn đêm mịt mờ ở phía ngoài thành. Chẳng qua vì thân thể gầy còm, ít tập luyện nên lần này hơi dùng sức, khiến cho cơ bắp của y đau nhức một chút. Binh sĩ đi tuần qua lại nhiều lần làm tuyết bị đạp mòn nên mặt đất rất trơn, suýt nữa thì y đã bị ngã. Hàn Ấu Nương kinh hãi, vội bước tới bên cạnh đỡ lấy, giúp cho y lấy lại thăng bằng, rồi mới thở ra một hơi, vừa cười trách móc. Tướng công, xem chàng kia làm sao lại như một đứa trẻ như vậy, cẩn thận lại kẻo ngã. Dương Lăng xoay người lại, vuốt nhẹ gò má bóng mịn săn chắc của nàng, rồi nhẹ nhàng âu yếm. Nàng mới là một đứa trẻ con chưa lớn đấy. Hàn Ấu Nương bĩu môi không chịu, rồi thẳng người lên. Thấy nét thơ ngây vẫn còn trên khuôn mặt của nàng và đôi mắt dịu dàng ấy, con tim của Dương Lăng liền đập thình thịch. Lúc này y mới phát hiện rằng y và nàng đã càng ngày càng trở nên thân thiết. Y đã quen được nàng thầm lặng ở bên cạnh chăm sóc cho. Y đã quen thân mật cùng nàng. Nếu một ngày bỗng nhiên y hồn về nơi chín suối, lúc đó chẳng phải sẽ khiến cho nàng càng thêm thương tâm lắm hay sao? Nhưng nếu bây giờ đối xử lạnh lùng, Dương Lăng làm sao chịu được những dòng lệ của nàng đây? Thật sự bây giờ còn quá đột ngột để nói với nàng rằng một ngày nào đó y sẽ chết, nàng phải tự lo cho bản thân, mà cũng không cách nào nói ra được. Y chỉ biết ngây ngốc đứng nhìn Hàn Ấu Nương, chẳng biết phải nên nói những gì. Khuôn mặt trái xoan của Hàn Ấu Nương bỗng chợt càng lúc càng nóng dần. Dưới ánh nhìn bởi cặp mắt sáng rực như sao mai của Dương Lăng, nhất là trong người của y vẫn còn hơi rượu, dĩ nhiên Hàn Ấu Nương sẽ hiểu lầm ý của y. Trong lòng của nàng bất giác vừa sợ hãi lại vừa vui sướng, đến nỗi cả người hoảng loạn run rẩy. Ngay vào lúc này, từ trong đôi mắt đen láy của Hàn Ấu Nương, Dương Lăng đột nhiên nhìn thấy một cột lửa lóe sáng. Hàn Ấu Nương lúc này mới tròn mắt kinh hãi nhìn qua vai của Dương Lăng, ngây người nhìn chăm chăm về phía xa chân trời. Dương Lăng lập tức quay đầu lại. Hai đầu phía đông và tây từng thành, mỗi đầu đều có một tòa phong hỏa đài. Mà giờ đây phong hỏa đài ở phía đông từng thành đã được nhóm lên, lửa cháy bừng bừng. Ở phía xa
nơi từng thành uốn lượn kéo dài vào tận trong rừng sâu, còn có mấy ánh lửa lập lòe. Y lại nhìn sang hướng tây, ngay đúng lúc đó, phong hỏa đài ở phía này cũng nổ ầm một tiếng rồi cháy bùng lên. Thế lửa mãnh liệt, rất nhanh sau đó, phong hỏa đài ở hướng tây, nơi triền núi cũng được châm sáng, truyền tiếp tới nơi ở xa hơn. Dương Lăng há hốc mồm, mãi một lúc sau mới quay lại nhìn Hàn Ấu Nương. Hai cặp mắt không hẹn mà cùng mang đến một tin. Thát tử đã kéo đến sao? Tuy chưa từng tận mắt thấy lửa hiệu, thế nhưng đã nghe nói rất nhiều lần về nó. Đương nhiên Hàn Ấu Nương cũng hiểu được việc châm lửa phong hỏa đài đại biểu cho cái gì. Ấn tượng của nàng về sự hung tàn và dã man của thát tử cũng giống như cái nhìn của người thời nay về phát xít Nhật, đều là một bầy dã thú khát máu. Dương Lăng thì ngạc nhiên hơn là khiếp sợ. Do ảnh hưởng bởi vô số phim ảnh và kịch truyền hình ở hậu thế, trong tưởng tượng của y, cái gọi là thát tử đều là những chiến sĩ Mông Cổ bộc trực, mạnh mẽ, vừa mến khách lại vừa hào sảng, có lẽ chiến đấu rất dũng mãnh. Nói gì đi chăng nữa thì không phải là bọn xâm lược mất hết nhân tính được. Chẳng là lúc này triều đình hai bên còn đang đối địch, y sẽ không ngây thơ cho rằng không may bọn họ tấn công vào được trong thành thì sẽ tha cho mình, bèn vội vàng kéo lấy tay Hàn Ấu Nương, tức tốc chạy về nha môn. Lúc này cổng thành đã đóng chặt, cư dân trong thành đã sớm vì lửa hiệu mà nháo nhào đổ ra ngoài. Chuyện tiểu vương tử Thát Đát, Bá Nhan, Mãnh Khả kéo quân tập kích biên giới đã không phải là lần đầu, thế nhưng đa phần bọn chúng không dám đánh thẳng vào quan ải như Kê Minh này. Đối với những thành trì tương đối to lớn như vậy, bọn chúng sẽ không đủ năng lực mang theo các loại khí giới công thành đi một khoảng đường xa chỉ để cướp bóc. Thát tử sẽ không chấp nhận thương vong lớn chỉ để công thành. Thông thường thì chiến tranh quy mô nhỏ sẽ không dùng đến phong hỏa đài để truyền tin. Thế nhưng tình hình đêm nay lại có vẻ hơi đặc biệt. Dường như có quan ải đã bị công kích trực tiếp. Những người dân này há không cảm thấy lo sợ cho được. Mẫn huyện lệnh tuy làm quan huyện ù ù cạc cạc, thế nhưng dẫu gì vẫn xuất thân quân nhân. Nghe được tin tức thát tử đến, liền vội vàng từ trong hậu sảnh chạy ra ngoài. Thậm chí y phục cũng chưa kịp mặc chỉnh tề. Quân chú đóng nơi đây chỉ có 260 người do hai bả tổng thống lĩnh. Dựa theo quy củ của triều Minh, một khi phát sinh chiến sự, quan hành chính tối cao ở địa phương sẽ phụ trách toàn bộ hoạt động quân sự. Sĩ quan quân đội không có quyền độc lập chỉ huy. Do đó bây giờ Mẫn huyện lệnh còn trở thành tư lệnh phòng ngự chiến khu, võ quan trấn thủ. Đây vốn là nghề cũ của Mẫn huyện lệnh, cho nên một mặt lão lập tức phái thám mã liên lạc với mấy trạm dịch gần nhất thăm dò thêm tin tức, một mặt phái người mau chóng thúc ngựa quay về phủ thành điều binh, lại đồng thời phái người báo tin cho Mã Dịch Thừa, yêu cầu toàn bộ nhân viên quân dịch phân phát đao thương chuẩn bị lên thành chi viện khi có yêu cầu. Dương Lăng đứng ở một bên trợn mắt há miệng mà nhìn. Nói thật, mấy ngày nay ngày nào cũng thay Mẫn huyện lệnh xử lý sự vụ lớn nhỏ. Mẫn huyện lệnh giống như là một con rối, cho nên tuy là cảm kích ân tri ngộ của lão, thế nhưng tự đáy lòng Dương Lăng lại xem thường lão. Không ngờ lúc này lão lại xử lý chiến sự đâu vào đấy. Vang nước miếng tứ tung điều khiển tất cả xong xuôi, Mẫn huyện lệnh mới thở ra một hơi, chỉnh đốn lại quan phục. Lão chạy ra phía sau quát lớn: Khôi giáp đại đao của lão tử đâu rồi, mau lấy ra đấy. Nói đoạn lão xoay đầu liếc Dương Lăng và Hàn Ấu Nương đang đứng sau lưng cười nói: Mẹ nó chứ, năm nay sợ là không dễ qua rồi. Cái đám thát tử này tranh thủ đến cướp ngay trước mắt đêm giao thừa. Chắc là do đông năm nay tuyết lớn làm chết quá nhiều dê bò. Bọn chúng mà không phết cho đủ ăn, đủ dùng thì sẽ chẳng bỏ qua đâu. Lúc này hai tên gia bộc, một tên thì bê bộ tỏa tử giáp, còn một tên vác thanh đại đao chạy ra. Vì đây là huyện bậc 3, điều kiện gian khổ, Mẫn huyện lệnh chưa mang theo vợ con bên người, cho nên ngày thường hầu hạ lão là mấy tên gia bộc này. Cũng không xem mình như người ngoài, Mẫn huyện lệnh cởi luôn áo bào quan văn, thay y phục ngay tại đại sảnh. Hàn Ấu Nương thế vậy vội vàng lui sang phòng bên để tránh dị nghị. Giáp trụ chỉnh tề xong, Mẫn huyện lệnh khoác chiếc áo bào quan huyện lệnh lên, rồi chộp lấy thanh đại đao từ tay của gia bộc. Thanh đao đó e phải nặng đến 40 cân. Mẫn huyện lệnh nâng đao một tay, cổ tay vừa xoay, thanh đại đao nặng trịch trong tay xoay tít một trận, sau đó chém mình xuống đất, khiến cho gạch xanh trên mặt đất vỡ tung té.
Dương Lăng trong lòng rung động. Mặc dù biết Mẫn Huyện Lệnh này xuất thân võ quan, nhưng y không ngờ lão ấy lại có thể sử dụng binh khí nặng như vậy. Mẫn Huyện Lệnh cả người vận đồ huyện Thái Gia, cánh chuồn trên mũ vẫn còn lắc lư mỗi khi đi tới đi lui, thế nhưng lại vác theo một thanh đao sắc bén, trông chẳng ra Ngô Gia Khoai gì cả. Lão cũng chẳng chút bận tâm, uy phong lẫm liệt quay ra ngoài sảnh quát: "Đi, theo ta lên tường thành." Một đám nha dịch trong sân tuần tự chạy đến ứng tiếng reo hò. Đám người đông đảo rầm rộ xông ra bên ngoài. Dương Lăng cũng chạy theo ra khỏi nha môn. Bốn chiếc đèn lồng đỏ treo trước cửa nha môn nhẹ lay trong gió tuyết. Lúc này tuyết đã rơi dày hơn, bông tuyết bay lả tả, đất trời mênh mông mù mịt. Mẫn Huyện Lệnh dẫn theo một đám người đeo đao cầm thương sải bước xông lên đầu thành. Khắp trên các đường phố, dân chúng chạy tán loạn như kiến bò trên chảo nóng, bọn họ cũng chẳng có thời gian để tâm. Trên cổng thành phía nam, gần trăm quan binh đang căng thẳng chăm chú nhìn xuống dưới thành. Cổng thành này nằm chấn ngay trên đường quan đạo thông nam với bắc, hai cổng đông tây giáp núi, không thích hợp cho ngựa chiến chạy. Cho dù Thát Tử đến tấn công cũng sẽ khó điều động kỵ binh để công vào hai cổng đông tây. Có thể nói là tương đối an toàn, cho nên mỗi nơi chỉ phái 70 quan binh đóng giữ, do một bà tổng cưỡi ngựa đi lại để tuần tra. Bà tổng ở cổng thành phía nam đang đứng trên đầu thành quan sát ở phía dưới, mắt thấy huyện Thái Gia tự thân dẫn người đến thì vội chạy lại quỳ một gối, hai tay ôm quyền nói: "Tỷ chức Giang Bân tham kiến Mẫn đại nhân." Mẫn Huyện Lệnh phất tay nói: "Miễn đi miễn đi, Giang bá tổng, Thát Tử đến rồi sao?" Giang Bân nhe răng cười rồi thưa: "Đại nhân, ánh đèn không soi được đến chân thành nên nhìn cũng không rõ lắm. Có điều từ số đuốc không nhìn rõ của bọn Thát Tử thì ít nhất không dưới trăm tên. Nhưng xin đại nhân cứ yên tâm, có thì chức ở đây, bọn chúng sẽ không công lên nổi đâu." Dương Lăng quan sát kỹ người gọi là Giang bá tổng này. Vị Giang bá tổng này tướng mạo cực kỳ anh tuấn, trông cũng phải ngoài 20 tuổi, vóc người trắng kiện, thần thái nhanh nhẹn dũng mãnh, tựa hồ chẳng chút để tâm đến Thát Tử. Dương Lăng không khỏi thầm gật gù. Trong ấn tượng trước đây của y, tất cả binh sĩ Đại Minh đều rất nhu nhược, bằng không thì hoàng đế Đại Minh thân chinh thống lĩnh 50 vạn đại quân đã không bị thái sư Giá Tiên của Ngõa Lạt dẫn 10 vạn đại quân đánh cho tan tác. Thậm chí ngay cả hoàng đế cũng bị bắt sống. Y còn cho rằng quan viên Đại Minh khi vừa nghe đến cái tên Thát Tử thì sẽ sợ tái mặt. Không ngờ ở đây một vị huyện thái gia, một vị bà tổng thủ thành lại có dũng khí như vậy. Mẫn đại nhân cười ha ha nói: "Đi, đi lên trên xem nào." Đám người bọn họ bước lên đầu thành, viện vào ụ thành nhìn xuống, chỉ thấy phía dưới tối om, hơn trăm bó đuốc di động khắp nơi. Dưới thành vọng lên những tiếng la hét kỳ quái. Chính giữa thông lộ dưới thành, ngoài một tầm tên tập trung hơn 20 bó đuốc, soi thấy mấy bóng người đang ở phía xa hướng lên trên thành la hét gì đó. Mẫn đại nhân cười nhạt nói: "Chỉ trăm tên ít ỏi đã muốn chiếm được kê minh dịch của ta rồi sao?" Giang Bân chỉ tay về phía hướng đông đằng xa nói: "Đại nhân, thám mã khi nãy phái đi đã bị Thát Tử bắn chết một người. Người quay về bẩm báo rằng bên phía Nhị Lý Bán có tiếng quân sĩ giáp chiến rền trời, chắc hẳn Thát Tử là đang tấn công ở nơi đó rồi." Nhị Lý Bán, Ngũ Lý Đài và Tuần La Phố là những quan ải gần nhất quanh Kê Minh. Nhưng nếu muốn tiến thêm một bước công kích vào ải Cư Dung thì nhất định phải từ Kê Minh Dịch mà đánh vào. Cho nên Mẫn đại nhân vừa nghe mũi chủ công của Thát Tử là nhằm vào Nhị Lý Bán, liền hiểu ra rằng lần này bọn chúng lại vì không chịu nổi mùa đông giá rét, đã xem Đại Minh như là kho của mình mà kéo đến cướp bóc lương thảo. Cho nên mục đích của bọn Thát Tử dưới thành 9 phần 10 là chặn cổng thành, đề phòng trong thành phái viện binh đi cứu Nhị Lý Bán. Đã hơn 2 năm không động đao thương, hai tay của Mẫn Văn Kiến đã ngứa ngáy lắm rồi, nên vừa thấy bên dưới Thát Tử phi ngựa quanh từng thành la hò những câu vô nghĩa thì sướng rơn. Lão quay đầu bảo Giang bà tổng: "Giang bà tổng, chuẩn bị cho ta một thất chiến mã, phái 40 người theo ta ra ngoài thành đánh lui bọn Thát Tử này." Giang bà tổng cũng đã sớm muốn xuất chiến một trận, chẳng qua chưa có mệnh lệnh của thượng quan nên không dám vọng động, nên vừa nghe phân phó thì lập tức mừng rỡ, vội quát thủ hạ: "Người đâu, dắt hai con chiến mã đến đây, cung thủ chân thành chuẩn bị. Lưu, Lý, hai vị đồn trưởng,
hãy dẫn quân theo đại nhân và ta xuất chiến nào. Dương Lăng thấy bọn họ chỉ dẫn hơn 40 người đã dám xuất thành thì rất đỗi kinh ngạc. Vương Bộ Đầu ở bên cạnh vốn là thân binh của Mẫn đại nhân lúc còn trong quân đội, thấy vẻ mặt kinh ngạc của Dương Lăng thì cười ha ha nói: xem ra Dương sư gia chưa thấy qua thần dũng của Mẫn đại nhân rồi. Đại nhân vốn là thiên tổng dưới chứng ngục quan tổng binh Đại Đồng Đỗ đại nhân, võ nghệ siêu quần. Trước đây khi tiêu diệt Sơn Tặc, đại nhân chỉ dẫn nhân mã một đồn thì đã giết cho hơn 100 tên Sơn Tặc của Ngưu Đầu Sơn phải trốn chui trốn lủi, lủi vào trong rừng. Lần này nhất định sẽ kỳ khai đắc thắng thôi. Hai kỵ binh và 40 tiểu binh xông ra thành nghênh chiến với những kỵ binh thắt đát cưỡi chiến mã to lớn đó hay sao? Trong lòng của Dương Lăng có chút bất an, song ngẫm lại, cây đại khảm đao nặng đến 40 cân mà bị Mẫn huyện lệnh sử dụng dễ dàng như không như vậy. Mà đại đao này lúc vung lên nào chỉ 100-200 cân. Một thân võ nghệ đó hiển nhiên là bất phàm. Cho dù địch không lại, có lẽ cũng sẽ không gặp nguy hiểm gì. Lúc này y mới có chút yên tâm. Két một tiếng, cổng thành bên dưới đã được mở. Tòa thành nhỏ này không hề có lũy hào bảo vệ, cũng không có cầu treo. Ở trên thành, 20 tay cung thủ dương cung lắp tên, thủ thế đợi sẵn. Dưới thành, Mẫn đại nhân cùng Giang bà tổng dẫn 40 quan binh xông ra khỏi thành. Trong 40 tay tiểu binh có 20 đao thuẫn binh, 20 trường thương binh, phân ra hai bên tạo thành hình cánh nhạn. Giang Bân kỳ cương chiến mã đang muốn lớn tiếng kêu gọi bọn thắt đát cách một tầm tên đầu hàng thì Mẫn đại nhân đang một tay cầm cương, một tay cầm đại đao, thong thả đi trên đường, đột nhiên hét lên một tiếng rồi quát lớn: đầu lĩnh quân giặc xâm phạm biên giới, hãy mau đến đây chịu chết dưới đao của ta, mau xông lên. Nói đoạn vung đao qua đầu đánh vù một tiếng, hai chân thúc ngựa phóng như bay về phía hơn chục tên thắt đát khoác nghiêng gia thú, lưng đeo cung tên ở phía trước. Giang Bân mắt thấy mà trận ngược, y biết vị Mẫn đại nhân này vốn là một thiên tổng nổi tiếng dưới trướng tổng binh Đại Đồng Đỗ Nhân Quốc. Đỗ tổng binh xưng là Đỗ Phong Tử, khi lâm trận giết địch chẳng màng đến mưu lược chiến trận gì, càng chẳng biết gì về phối hợp nhiều loại binh chủng. Thông thường địch ta đôi bên vừa va chạm liền đều lập tức dẫn quân ùa vào đánh như ong vỡ tổ, thành một vòng hỗn chiến. Tay lão cầm một thanh đại khảm đao sống dày nặng đến 60 cân, chưa mấy ai có thể ngăn được lão ta, quả đúng là người cản giết người, Phật cản giết Phật. Có điều hai quân đối chiến thì không phải cứ cá nhân làm ra vẻ anh hùng là đã có thể quyết định được thắng bại. Lão ta tuy là hiếu chiến, tự tay giết chết thát đát rất nhiều, nhưng lúc nào cũng đều là thua nhiều hơn thắng. Mỗi khi bại trận thì lấy đao chém vào khôi giáp để phát tiết. Không ngờ tác phong vị Mẫn huyện lệnh này lại giống như với tổng binh đại nhân của lão ấy như đúc vậy. Giang Bân cuống cả lên, nếu Mẫn huyện lệnh mà có mệnh hệ gì thì y cũng mở cái đầu cũng không đủ để chém. Thế là lúc này cũng bất kể thủ hạ đều là bộ binh, lập tức vung đao quát lớn: mau theo đại nhân giết lên cho ta. Giang Bân này cũng là thuộc hạng khỏe hơn người, lại giỏi thuật cưỡi ngựa, sử dụng hai thanh chảm đao dài 3 thước, hai tay cầm đao chỉ dùng chân để điều khiển ngựa, điên cuồng đuổi theo huyện Thái Lão Gia Mẫn Văn Kiến. 40 tiểu binh thế vậy đành phải ra sức đuổi theo sau đít ngựa. Đêm khuya đường trơn, tuyết phủ dày đặc, trong khoảng khắc đã không còn bóng dáng đội hình gì nữa, trở thành một đám binh lính mất đi chỉ huy. Trái lại, huyện Thái Gia cưỡi một con ngựa tốt nên chỉ trong chốc lát đã chạy hết khoảng cách của một tầm tên. Lão thả lỏng dây cương, hai tay nhấc đao như một cơn lốc đánh thốc về phía gã thanh niên tầm 20 tuổi đang được đám người vây quanh. Bắt giặc trước hết bắt vua, vị huyện Thái Gia nghèo chữ này vẫn biết cái đạo lý đấy. Giữa ánh lửa của ngọn đuốc, gã thanh niên đó vận một chiếc áo khoác bằng da hổ, vai đeo cung, tay cầm một thanh trường thương vắt ngang qua yên ngựa. Sứ mệnh của hắn chính là gây rối chú quân trong thành, hù dọa bọn họ, ngăn không cho bọn họ xuất thành cứu viện quan binh của trạm dịch Nhị Lý Bán. Nhiệm vụ này có thể nói là hết sức nhẹ nhàng. Vừa đến dưới chân thành, hắn liền phân phó thủ hạ mỗi người cầm 2 bó đuốc phi ngựa khắp các khu đất xung quanh, phô trương thanh thế để dọa dẫm, còn bản thân hắn thì đứng ở chỗ này lớn tiếng mà chửi mắng. Trước đó hắn cũng đã biết sơ về quân thủ thành ở nơi đây, ước đoán rằng quân phòng thủ trong thành không nhiều, chủ quản huyện lỵ lại là một quan văn, dưới thanh thế như vậy tuyệt sẽ không dám ra khỏi thành nghênh chiến, cho nên đã có chút lơ là. Cũng phải nói là gã xui xẻo,
hôm nay đụng phải một tên lão huyện lệnh điên dưới trướng của lão tổng binh Đại Đồng điên, không những ra thành nghênh địch mà còn đơn thương độc mã nhào tới mà đánh. Vì vị tướng lĩnh Thát Đát này đứng cách cổng thành một tầm tên, mà binh sĩ thủ hạ của Mẫn Văn Kiến vừa ra khỏi thành liền lao vào đánh, thậm chí đuốc cũng chưa châm, cho nên đứng ở đây hắn không hề hay biết quan binh đã rời thành. Tuy là Mẫn huyện lệnh có lớn tiếng quát ở dưới thành, nhưng vì khi đó hắn cũng đang giống họng chỉ mắng quan binh trên thành, cho nên không có nghe thấy, còn cho rằng quan binh của Đại Minh trên thành đang chửi lại. Lúc này tuyết rơi ngập trời, Mẫn huyện lệnh cưỡi ngựa đen, vận chiếc quan bào màu xanh hòa cùng một khối với màn đêm. Vó ngựa tuy nhanh thì nhưng khắp nơi đều là kỵ binh của Thát Đát đang thỏa sức phóng ngựa phô trương thanh thế, cho nên bọn chúng lại càng không để ý. Mãi đến khi Mẫn huyện lệnh xông đến trước mặt, hai tay giơ đao đánh thẳng vào trong đám người, thì lúc này thấp thoáng dưới ánh lửa của hơn chục bó đuốc, bọn chúng mới nhìn rõ được kẻ này là người của Đại Minh. Một bên thì không chút chuẩn bị, một bên thì phóng ngựa như bay. Đến lúc phi đến gần thì gã thanh niên khoác áo da hổ đó mới kinh hãi trợn tròn đôi mắt, chỉ thấy trước mặt một người đang cưỡi ngựa phóng đến. Người trên lưng ngựa vận áo bào quan văn của Đại Minh, thấy rõ trước vạt chiếc chiến bào thêm một con chim nhỏ màu vàng đang dương cánh, trên đầu người này còn đội một chiếc mũ ô sa, hai cánh chuồn lập lòe lắc lư hết cỡ, song nhờ tính đàn hồi cực tốt mà vẫn chưa bị đứt rời. Vị quan văn trên ngựa này mặt đen xì xì, cặp mắt bé xíu trợn tròn, râu quai nón đầy cả mặt, hai tay giơ cao lên trời, tạo nên một tư thế kỳ quái. Ngựa phi nhanh như chớp, mấy chục tên Thát Đát nhất thời không kịp phản ứng. Đến khi hai cánh tay ở tư thế quái dị đó nhằm vào vai đeo khố của gã thanh niên vận hổ bào bổ mạnh xuống, thì lúc này dưới những ánh lửa rọi sáng một khoảng trời, bọn chúng mới phát hiện trong tay vị quan văn Đại Minh này đang cầm một thanh đại khảm đao sắc bén. Mượn sức của khoái mã vọt tới, thanh đại khảm đao nặng hơn 40 cân xe gió vù vù, khuấy cho tuyết trắng bay tán loạn đầy trời. Ngựa đến đao bổ, thanh niên kia đã không còn tránh kịp. Khi hắn còn đang sợ hãi mới nhấc cán thương lên khỏi yên ngựa, thì lưỡi đao đã chém chéo xuống, một cột máu tươi bắn lên, chiếc đầu không biết đã lăn về phía nào. Một đao này chém từ cổ bên phải xuống đến tận sườn trái, xẻ mất nửa thân người, nửa bờ vai cũng không thấy đâu. Trong cơn mưa máu, phần còn lại của cái thân thể không đầu lắc lư mấy cái rồi ngã nhào xuống ngựa. Đại đao lóe lên, quay vòng vòng trong tay Mẫn huyện lệnh nhẹ như không vậy. Bó đúc trên tay của đối phương chính là mục tiêu rõ ràng nhất. Lão vung đao, trái đâm, phải quét, liên tục bổ, chém. Dù sao chung quanh cũng đều là kẻ địch, do đó lão chém giết mà không hề e dè. Những kẻ này đều là anh hùng trên lưng ngựa, vốn sẽ không phản ứng chậm như vậy. Có điều khi thấy thanh niên mặc hổ bào ở giữa vừa đối mặt liền bị Mẫn Văn Kiến chém chết thì bọn chúng đã bàng hoàng. Sự bàng hoàng này tuy chỉ diễn ra trong chốc lát, thế nhưng đại đao của Mẫn huyện lệnh đã chém chết 5 tên. Lúc này những tên khác mới hét lên một tiếng, nháo nhào phóng ngựa tháo chạy, đồng thời ném đuốc về phía Mẫn huyện lệnh. Mẫn huyện lệnh vung đao gạt những bó đuốc ra, hăng say chém giết, còn lớn tiếng cười, phóng ngựa đuổi theo không tha. Giang Bân ở phía sau thấy vậy hốt hoảng mà la lớn: Mẫn đại nhân, Mẫn đại nhân, hãy mau trở lại!